Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan Làng Nhật. Hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người mẫu đồng hồ Senko, dòng đồng hồ đá cẩm thạch. Đợt này thì shop Sơn Japan về rất là nhiều những cái mẫu đồng hồ đá cẩm thạch, kiểu dáng cũng như cái kích thước khác nhau. Thì mỗi em mang một cái vẻ đẹp cũng như là cái kiểu dáng riêng. Thì em này là một trong những em size khá là vừa, size 22x18, không to quá, không nhỏ quá, rất là xinh. Mặt số la mã, cái này thì nhìn rất là đơn giản thôi nhưng mà tinh tế sang trọng, các bác để phòng làm việc rất là phù hợp, bởi vì là cái kiểu mặt vuông rồi số la mã như này thì nó nhìn nó cũng mình để trưng đời co thì nó nhìn nó đơn giản nhưng mà vẫn toát lên một cái vẻ gì đó gọi là sang trọng. Mình không cần cầu kỳ quá bởi cái mặt của nó làm chỉ là hình vuông rồi những cái số la mã như này thôi. Em này thì là hàng new, còn nguyên sách cũng như phiếu bảo hành của hãng đi kèm. Và đây là cái hộp của nó đây mọi người. Mã của nó là QZ467M. Còn mã của shop Sơn Japan là 609. Về đá thì phần đằng sau đây nó đá 4 khung và phần đằng sau là cái máy đồng hồ của nó đây, chạy một viên pin tiểu. Máy thì được sản xuất tại Nhật luôn. Máy thì được sản xuất tại Nhật luôn mọi người nhé. Pin thì một viên pin tiểu bởi vì cái này nó không có lắc xoay gì, thế nên là chỉ chạy một viên pin chung, một viên tiểu thôi. Japan này sản xuất tại Nhật luôn. Ở phần đá thì cái màu sắc của nó pha trộn với nhau nhìn rất là đẹp. Cái kích thước thì em vừa nói rồi là 22x18. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật hoặc là truy cập web hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất tại shop. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.